Nhằm góp phần mang lại mùa trung thu an toàn, lành mạnh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Ngày 6 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra kho hàng của chị Phạm Thị Nga, sinh năm 1989, trú tại xã Yên Phú, và cửa hàng kinh doanh của anh Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1988, trú tại xã Ngọc Long, cùng trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, hai kho hàng trên có gần 18.000 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Thời điểm kiểm tra, cả hai chủ cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổ công tác đã lập biên bản các vụ việc, tạm giữ toàn bộ số bánh trung thu và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thống kê của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, đợt ra quân kiểm tra hàng hóa dịp Tết Trung Thu tính đến thời điểm hiện tại, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 6 vụ việc, phạt với số tiền gần 50 triệu đồng. Cục Quản lý Thị trường Yên đã tiếp tục chỉ đạo các đội thường xuyên bám sát các địa bàn mà được giao quản lý và tăng cường kiểm tra chuyên khâu lưu thông để kiểm soát chặt chẽ các cái hàng hóa bánh kẹo phục vụ Tết Trung Thu. Đối với các cửa hàng kinh doanh bánh trung thu mở tại các trục đường chính, khu vực chợ, lực lượng chức năng của huyện Ân Thi cũng đã kiểm tra các thủ tục pháp lý, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc quá hạn sử dụng, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung Thu. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức cá nhân kinh doanh hợp pháp, cũng như bảo vệ sức khỏe của nhân dân, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người tiêu dùng nên lựa chọn mua bánh trung thu của các thương hiệu uy tín trên thị trường, kiểm tra kỹ nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng.